Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với bài học ngày hôm nay. Nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về đường tròn trong mặt phẳng tọa độ. Trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu hai phần. Đầu tiên là phương trình đường tròn, thứ hai đó chính là phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Rồi, ở chương trình cấp 2 thì các bạn đã hiểu thế nào là phương trình này, thế nào là phương trình và thế nào là đường tròn rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau ghép lại xem phương trình đường tròn thì mình sẽ hiểu như thế nào nhé. Chúng ta vào phần 1 nào. Thì ở đây người ta sẽ định nghĩa phương trình đường tròn như sau. Khi các bạn có những điểm M có tọa độ là xy nhé, có tọa độ là xy thuộc đường tròn C, thuộc đường tròn C có tâm Y tọa độ là AB, bán kính R, thì những cái điểm thuộc đường tròn C như thế này ạ, thì nó sẽ thỏa mãn một phương trình, đó chính là x trừ a tất cả bình cộng với y trừ b tất cả bình bằng r bình, và cô ký hiệu đây là phương trình 1. Và những cái phương trình như thế này, giống như phương trình 1, thì người ta gọi nó là phương trình đường tròn, được chưa? Cô lấy ví dụ, về phương trình đường tròn nhé. Cô lấy ví dụ. Vừa nãy cô bảo là những cái phương trình có dạng như thế này người ta gọi là phương trình đường tròn đúng không? Thì sẽ có những bạn thắc mắc là trong cái phương trình 1 này này, trong cái phương trình 1 này này thì đâu sẽ là ẩn và đâu sẽ là những cái dữ kiện là số. Thì các bạn lưu ý cho cô nhé. Cái anh xy này là ẩn, còn a, b, r bình phải là số cụ thể, tức là sao? Tức là với mọi phương trình đường tròn nhé, thì xy nó sẽ là cố định hoặc là mình có thể đổi tên biến đi. Thế nhưng mà những cái anh a, b và r bình này, nó sẽ là những cái số thay đổi tùy đề bài người ta cho. Được chưa? Thế bây giờ cô lấy một cái ví dụ về phương trình đường tròn nhé. Ví dụ như anh x trừ 1 tất cả bình này cộng với y trừ 2 tất cả bình bằng 25. Thì các bạn quan sát xem nó có giống dạng của phương trình 1 không ạ? Rất là giống đúng không ạ? Hay là một cái phương trình khác, cô không cho đẹp như thế nữa mà cô cho x trừ căn 3 đi tất cả bình cộng với y bình đi được không? Bằng... cho bằng 9 đi chẳng hạn. Thì có những bạn bảo là cô ơi đây không phải là phương trình đường tròn, vì phương trình đường tròn nó có y trừ b tất cả bình cơ. Thế nhưng mà các bạn quên mất rằng là cái phương trình này cô có thể viết tương đương, nó là x trừ căn 3 tất cả bình cộng với gì? Y ở đây chính là cô viết nó là y trừ 0. Y trừ 0 thì vẫn bằng y đúng chưa? Tất cả bình bằng 9. Rồi, vậy các bạn đã nắm rõ dạng phương trình đường tròn chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ vào một số bài tập về anh phương trình đường tròn này nhé. Bài tập đầu tiên, đây là một dạng bài khá là dễ và cơ bản liên quan đến phương trình đường tròn. Đó chính là cho phương trình đường tròn và yêu cầu đi tìm tâm và bán kính của đường tròn. Các bạn quan sát phương trình đường tròn này của cô ạ. X cộng 3 tất cả bình cộng với y trừ 3 tất cả bình bằng 36. Thì các bạn dở vở, các bạn nhìn cái vở ghi của các bạn ấy, nó có giống phương trình đường tròn chưa? Giống rồi, thì bây giờ hãy đi tìm tâm cho cô ạ, và đi tìm bán kính. Muốn tìm tâm thì mình đưa nó về giống dạng của phương trình đường tròn đi. Thì mình viết được cái anh này, cái x cộng 3 này thì có phải là bằng x trừ đi trừ 3 tất cả bình đúng không ạ? Còn y trừ 3 thì đúng rồi, mình giữ nguyên. Còn 36 thì nó chính là 6 bình. Vậy khi mà cô viết như thế này, các bạn đã nhìn ra được tâm của đường tròn và bán kính của đường tròn chưa? Tâm của nó sẽ là gì? A trừ 3 và 3. Còn bán kính R của mình nó sẽ bằng gì? Bằng 6. Các bạn đã nắm được cái dạng xác định tâm và bán kính
của đường tròn khi biết phương trình đường tròn chưa ạ? Rất là dễ đúng không? Để chúng ta sẽ sang bài tiếp theo. Tìm tâm và bán kính của đường tròn C. Rồi, tương tự giống như cái bài kia đúng không? Thì mình lại viết cái phương trình này cho cái cho giống cái phương trình ở phần định nghĩa đi. Có bạn nào nhanh thì các bạn đã trả lời được luôn. Nhưng có những bạn mà chưa quen thì mình cứ đưa về cái dạng giống như ở cái phần định nghĩa mà cô đưa cho các bạn ấy. Thì mình viết được là gì ạ? Đây, thì chưa quen thì nó có phải là cái x cộng 2 này nó sẽ là x trừ đi trừ gì? À, x trừ đi trừ 2 tất cả bình cộng với y trừ 4 tất cả bình. 7 thì bằng số nào bình phương ạ? À, chính là bằng căn bậc 2 của 7 tất cả gì? Tất cả bình phương. Thế nên là mình sẽ suy ra được tâm của mình sẽ là trừ 2 và 4. Và R của mình sẽ bằng căn 7. Một ví dụ nữa. Ở ví dụ này người ta yêu cầu là tìm tâm và bán kính của đường tròn C có phương trình là x trừ 2 tất cả bình cộng với y cộng 3 tất cả bình bằng 16. Sau đó thì viết phương trình đường tròn C' có tâm di, có tọa độ là 2 trừ 1 và có bán kính gấp đôi bán kính của đường tròn C. Thế mình giải quyết cái ý đầu tiên này trước. Đường tròn C này, mình nhìn nhanh luôn nhé. Hai cái ví dụ kia thì cô đã làm rất là kỹ rồi. Nên cái ví dụ này thì cái việc tìm tâm và bán kính cô sẽ làm nhanh luôn này. Đường tròn C của mình có tâm là gì? À, có tâm Y, cô gọi tâm nó là Y nhé. Tọa độ là bao nhiêu? 2 và trừ 3, chính xác. R thì bằng, R thì bằng 16 phải không các bạn? Không phải nhá, nhớ R của mình nó sẽ bằng căn bậc 2 của 16 là bằng 4. Được chưa? Vậy là xong cái ý đầu tiên. Cái ý thứ hai người ta bảo là gì? Viết phương trình đường tròn C phẩy có tâm di, tọa độ là 2 trừ 1 và bán kính như thế. Vậy bây giờ nhá, cô nói này, nãy thì mình đã học định nghĩa của phương trình đường tròn rồi, thì các bạn sẽ nhìn thấy được ngay để viết được một cái phương trình đường tròn ấy thì mình cần phải có mấy yếu tố. Để viết được phương trình đường tròn mình cần phải có mấy yếu tố? À, đó chính là hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó chính là tâm này, tọa độ tâm này. Yếu tố thứ hai đó chính là phải là gì? À, bán kính nhá. Đây là cái dạng dễ nhất luôn để có thể viết được phương trình đường tròn. Thế bây giờ tâm của đường tròn C phẩy các bạn biết chưa? Biết rồi, đó chính là anh Di. Thế còn bán kính biết chưa? Chưa. Thế nhưng mà có dễ dàng xác định được bán kính của đường tròn C phẩy không ạ? Người ta đã cho là bán kính của C phẩy gấp đôi bán kính của đường tròn C. Thế bây giờ cô gọi R phẩy là bán kính. Là bán kính của đường tròn C phẩy. Vậy thì theo bài ta có cái anh R phẩy này của mình có mối liên hệ gì với anh R? À, bằng 2 lần của R. 2 lần của R tức là bằng 2 nhân 4 là bằng 8. À, tâm biết, bán kính biết. Vậy mình có này, C phẩy có tâm di tọa độ là 2 trừ 1 này, bán kính R phẩy bằng 8. Vậy thì phương trình đường tròn C phẩy là áp vào cái phương trình đường tròn nhé, thì mình sẽ được là x trừ đi 2 tất cả bình này cộng với y trừ đi trừ 1 tất cả bình và bằng 8 bình. Và mình có thể viết thu gọn nó hơn, sẽ là x trừ 2 tất cả bình cộng với y cộng 1 tất cả bình và bằng 64. Vậy là xong. Rồi, tiếp theo này, chúng ta có một nhận xét về phương trình đường tròn. Ngoài cái phương trình đường tròn ở ban đầu ấy, thì chúng ta còn có một dạng khác của phương trình đường tròn như sau ạ.
Những phương trình có dạng là x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0 thì nó sẽ được gọi là phương trình đường tròn khi và chỉ khi. Khi và chỉ khi a bình cộng b bình trừ c lớn hơn 0. Được chưa? Nó, cái anh này nhá, cái anh này, nó có dạng như thế này chưa đủ mà phải thêm điều kiện là a bình cộng b bình trừ c của mình lớn hơn 0 thì nó mới được gọi là phương trình đường tròn. Và đối với những cái dạng này, với những dạng phương trình đường tròn như thế này thì mình xác định tâm của nó như sau. Nó sẽ có tâm là tọa độ tâm sẽ là AP này. Còn tán kính của mình nó sẽ bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình trừ đi C. Rồi. Thì bây giờ nhá, chúng mình sẽ xem rằng là với những nhận xét như này thì mình sẽ có những cái dạng bài tập như thế nào, những dạng bài tập cơ bản như thế nào. Đây. Cái dạng đầu tiên đó chính là nhận biết phương trình đường tròn. Bây giờ các bạn quan sát cho cô là ý A, ý B và ý C thì đâu là phương trình đường tròn. Nếu nó là phương trình đường tròn thì hãy đi tìm tâm và bán kính của đường tròn tương ứng. Đầu tiên ý A, x bình cộng y bình cộng xy cộng 4x trừ đi 2 bằng 0. Mình quan sát xem đây có phải là phương trình đường tròn không? À, đây không phải là phương trình đường tròn. Do gì ạ? Mình nhìn ngay một cái lỗ hổng của cái này, nó có anh xy. Thế mà cái dạng, cái nhận xét cô vừa đưa ra ấy, thì nó có cái hạng tử nào mà có xy không? Không có, đúng không? Thì đây không phải là phương trình đường tròn nhé. Bây giờ ý B, x bình cộng y bình trừ 2x trừ 4y cộng 5 có phải là phương trình đường tròn không? À, cái này muốn, đầu tiên là nó có dạng giống rồi đấy, đúng không? Đúng cái dạng là x bình này, cộng y bình này, trừ 2ax này, trừ 2bi, c bằng 0 rồi đấy. Nhưng mà bây giờ, mình phải kiểm tra cái điều kiện nào nữa? Kiểm tra điều kiện a bình cộng b bình trừ c, xem nó có lớn hơn không? Nếu nó lớn hơn không thì nó mới là phương trình đường tròn. Còn không lớn hơn không thì nó không phải là phương trình đường tròn. Thế bây giờ cái ý b này này, các bạn xác định cho cô a của mình bằng gì? À, a bằng 1, b bằng 2, còn c bằng 5. Thế vậy bây giờ mình tính a bình cộng b bình trừ đi c nào. Thì nó lại bằng 0 mất rồi. Vậy thì đây có phải là phương trình đường tròn không? Không. Nó là phương trình đường tròn khi a bình cộng b bình trừ đi c của mình nó phải lớn hơn 0 cơ. Được chưa? Bây giờ mình thử ý C nhé. Ý C nào. X bình cộng y bình cộng 6x trừ 8y cộng 1 bằng 0. Đúng dạng chưa? Đúng dạng rồi. Thế nhưng mình đã khẳng định được nó là phương trình đường tròn chưa? Chưa khẳng định được. Mà mình phải thêm cái bước gì? À, bước kiểm tra anh A bình cộng B bình trừ C. Nó kiểm tra anh này với số 0. Lớn hơn thì nó mới là phương trình đường tròn, đúng không? Nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi đấy. Vậy đầu tiên là mình xác định ABC. A của mình trong trường hợp này nó sẽ bằng gì? Bằng trừ 3 này. B thì bằng gì? Bằng 4 này. Còn C sẽ bằng 1. Sau đó mình tính A bình cộng B bình trừ C này. Thì nó bằng 24. À, lớn hơn 0 rồi. Vậy là mình khẳng định luôn, đây chính là phương trình đường tròn. Có tâm là gì bạn? À, tâm sẽ là trừ 3 và 4. Còn bán kính? Bán kính nó chính là bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình trừ C. Tức là căn bậc 2 của 24 và bằng 2 căn 6. Rồi, vậy chúng ta sang một ví dụ nữa, một dạng bài nữa liên quan đến phương trình đường tròn. Đó chính là người ta yêu cầu các bạn viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm và cho tọa độ 3 điểm là M có tọa độ là 4 trừ 5 này, N có tọa độ là 2 trừ 1, B có tọa độ là 3 trừ 8. Thì muốn viết phương trình đường tròn C thì bình thường các bạn cần phải có gì? À, các bạn cần phải có tâm. Ngoài tâm ra cần phải có gì? À, có bán kính. Đấy là cái cách thông thường, đúng không? Thế nhưng mà với dạng bài này
thì chỉ có sự kiện là đi qua 3 điểm. Thì mình làm như thế nào để mình viết được phương trình? Bây giờ mình cần phải đi tìm tâm cái đã, đúng không? Bài này mình cần phải đi tìm tâm. Thế thì tìm cái gì thì mình phải gọi cái đấy. Cô sẽ gọi y có tọa độ xy là tâm của đường tròn C. Và vì cái đường tròn này đi qua 3 điểm MNB nên cô có im bằng in bằng ib. Và bây giờ cô sẽ biểu diễn im, in, ib theo xy này ạ. Mình tính được nhanh im của mình có phải bằng căn bậc 2 của x trừ 4 tất cả bình cộng với y cộng 5 tất cả bình. Đúng chưa? Đây là tính độ dài thôi. Độ dài đoạn thẳng, công thức tính độ dài đoạn thẳng khi biết tọa độ 2 điểm đấy. Có bạn nào nhớ không? Đây nhá, cô nhắc lại này. Đây, ví dụ như là A có tọa độ XA, IA này. B có tọa độ là XB, IB này. Thì các bạn sẽ có được AB của mình này bằng căn bậc 2 của XA trừ đi XB tất cả bình cộng với IA trừ IB tất cả bình. Đây là công thức đi tính độ dài đoạn thẳng khi biết tọa độ 2 điểm nhá. Tương tự như thế thì các bạn sẽ có được IN bằng căn bậc 2 của x trừ 2 tất cả bình cộng với y cộng 1 tất cả bình. Còn IP thì sẽ bằng căn bậc 2 của x trừ 3 tất cả bình cộng với y cộng 8 tất cả bình. Hết đến đây rồi. Làm như thế nào ta phải có được phương trình để tìm được ra xy đúng không? Mà bây giờ có hai ẩn thì mình cần phải có mấy phương trình? Có hai phương trình. Thế phương trình mình sẽ lấy ở đâu ra? Đây chính là cái sự kiện này. Ta có im bằng in và bằng ib. Thế nên là ta sẽ có hệ phương trình sau. Đó, thế là mình sẽ giải cái hệ này. Giải hệ này thì quá dễ rồi. Mình sẽ tách nhanh nhá. Đây là toàn là bình phương của một tổng với cả bình phương của một hiệu thôi. X trừ 4 tất cả bình thì chính là x bình trừ 8x cộng với 16. Y cộng 5 tất cả bình thì là y bình cộng 10y cộng 25. Bên này tương tự làm nhanh x bình trừ 4x cộng 4 cộng với y bình cộng với 2y cộng với 1. Dưới sẽ là x bình trừ 4x cộng với cộng 4. Y bình cộng 2y cộng với 1. Bên cạnh là x bình trừ 6x cộng 9. Nữa là y bình cộng 16y cộng với 60, 64. Đây là phân tích hằng thức thôi. Quên thì phải học ôn lại nhá. Thế bây giờ mình thu gọn này. Mình thu gọn nhanh nhá. Mình quan sát cái phương trình đầu đây ạ. Phương trình đầu. Thì cả hai bên đều có x bình cộng với y bình. Thế nên cô triệt tiêu luôn nhá. Thì nó sẽ còn là trừ 8x này cộng với 10y này. 16 cộng với 25 thì sẽ là bằng 41 này. Thế còn bên đây thì sẽ chỉ còn là trừ 4x này cộng 2y cộng với 5. Ở dưới tương tự cũng như thế thì sẽ là còn trừ 4x cộng 2y cộng 5 này. Bên cạnh sẽ là trừ 6x cộng với 16y cộng với 64 cộng với 9 sẽ là 70, 73. Đưa về hệ cơ bản chưa? Để mình thu gọn dồn hết về một vế. Cô dồn nhanh nhé. Cái đoạn này cô dồn nhanh. Trừ 8x trừ 4x chuyển sang về bên này sẽ là trừ 4x này. Ở 2y chuyển sang đây trừ 2y với 10y là 8y này. Và 41 thì cô sẽ chuyển sang bên đây là âm 36 này. Trừ 6x cô chuyển nhanh sang đây sẽ là 2x này. Đây sẽ là trừ 14y này. 73 trừ 5 68 này. Thì các bạn nhìn đây chính là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đúng không? Thì mình bấm máy thôi. Bấm máy sẽ là trừ 4 8 trừ 3 6 này. 2 âm 14 68 này. Mong là không bị hết, đẹp rồi. Mình sẽ thu được x là bằng trừ 1 này. Còn y là bằng trừ gì? À, y là bằng trừ 5. Vậy thì mình suy ra được là
tâm y của đường tròn này có tọa độ là trừ 1 trừ 5. Ở trừ 1 trừ 5, bán kính của mình sẽ bằng gì? Bán kính R của mình nó chính là bằng IM hoặc IN hoặc bằng IB đấy. Thì mình chỉ lấy một cái thôi, IM đi. Mình thay vào là căn bậc 2 của gì? Trừ 1 trừ 4 tất cả bình này, cộng với trừ 5 cộng 5 tất cả bình này, thì nó sẽ được là bằng 5. À, tọa độ tâm biết, bán kính biết về đường tròn C sẽ có phương trình là x trừ đi trừ 1 là x cộng 1 tất cả bình này, y trừ đi trừ 5 là y cộng 5 tất cả bình và bằng 25. Đang. Đây là những cái dạng toán cơ bản mà các bạn sẽ thường gặp khi liên quan đến cái phương trình đường tròn. Cái đoạn này thì cô sẽ làm hơi nhanh, thế nên là các bạn có thể dừng lại và tự làm cái đoạn này, sau đó là check của cô nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau sang đến phần 2, tiếp tuyến của đường tròn. Cái cụm từ tiếp tuyến của đường tròn rất là quen thuộc ở chương trình lớp 9 rồi, gần như là cái việc đi thi vào 10 ấy, các bạn gặp cái anh này khá là nhiều đúng không? Thì trong chương trình lớp 10 của mình thì cái phần này cũng là một cái nội dung khá là quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem trong chương trình lớp 10 thì người ta sẽ định nghĩa phương trình tiếp tuyến của đường tròn như thế nào. Thì bây giờ nếu cô cho điểm M có tọa độ là x0, y0 thuộc đường tròn C có phương trình là x trừ A tất cả bình cộng y trừ B tất cả bình bằng R bình. Thì khi đó tiếp tuyến delta của C tại điểm M có tọa độ x0, y0 sẽ có vector pháp tuyến là anh MI. Vector MI có tọa độ là A trừ x0, B trừ y0. Thì phương trình của nó thì sẽ bằng A trừ đi x0 nhân với x trừ đi x0 cộng với B trừ đi y0 nhân với y trừ đi y0 bằng 0. Được chưa? Vậy thì ở đây khi mà viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn ấy tại một điểm nhé, thì bạn cần phải biết những cái gì? Cái thứ nhất là mình cần phải biết tọa độ tâm đúng không? Tọa độ tâm. Cái thứ hai là mình cần phải biết tọa độ tiếp điểm. Khi biết được hai cái yếu tố đấy rồi, thì mình chỉ cần lắp vào cái công thức liên quan đến phương trình tiếp tuyến thì chúng ta sẽ giải quyết xong vấn đề. Và ở đây chính là cái hình ảnh tiếp tuyến của đường tròn C tại điểm M. Đó. MI nó sẽ là vector pháp tuyến đúng không? Hay bây giờ chúng mình sẽ cùng lấy một ví dụ về phương trình tiếp tuyến nhé. Cho đường tròn C có phương trình là x cộng 1 tất cả bình cộng với y trừ 3 tất cả bình bằng 5. Điểm M có tọa độ là 0,1 có thuộc đường tròn C hay không? Nếu có, hãy viết phương trình tiếp tuyến tại M của C. À, thế đầu tiên là người ta yêu cầu mình là kiểm tra xem cái tọa độ điểm M này có thuộc đường tròn C hay không, đúng không? Thì muốn biết cái gì nhỉ? Với hình học ấy, với hình học phẳng thì mình kiểm tra là mình thường kiểm tra là vẽ hình các thứ này đúng không? Thế nhưng mà với phương trình ấy thì muốn biết nó có thuộc đường tròn C hay không thì mình chỉ cần làm gì? Thay tọa độ điểm M này vào phương trình C xem nó có thỏa mãn hay không. Nếu có thì nó sẽ thuộc, còn nếu không thỏa mãn phương trình thì tức là nó không thuộc. Bây giờ mình kiểm tra nhé. Thay M vào vế trái của phương trình đường tròn C. Các bạn sẽ được gì ạ? À, sẽ được là 0 cộng 1 tất cả bình, đây là vế trái mà, cộng với gì? 1 trừ đi 3 tất cả bình. Mình tính này, 0 cộng 1 bình là 1 bình, cộng với lại 2 bình là bằng 5. À, bằng 5, tức là nó thỏa mãn cái phương trình C này chưa? Thỏa mãn rồi. Vậy thì mình suy ra M thuộc đường tròn C. Thuộc đường tròn C rồi, thế bây giờ người ta yêu cầu mình là viết phương trình tiếp tuyến tại M của C. Bây giờ cô vẽ cái hình
Cho các bạn hình dung ra cái phương trình tiếp tuyến nhé. Đây, tâm đây, M đây. Được chưa? Thì lúc nãy như cô bảo ấy, để viết được phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm thì mình cần phải biết gì? Cái thứ nhất là mình cần phải biết tọa độ tâm. Và cái thứ hai là mình cần phải biết tọa độ tiếp điểm. Cái tọa độ tâm của cái đường tròn C này có tâm là gì? C có tâm. À, tâm tọa độ nhanh luôn là -1, 1, -1, 3. Thế còn tọa độ tiếp điểm mình biết chưa? Nó chính là tọa độ điểm M, đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ viết phương trình tiếp tuyến như thế nào? Mình sẽ đi tính vector gì? Vector IM đi. Vector IM. Vector IM tức là mình sẽ lấy tọa độ M trừ đi I là 0 trừ đi -1 là 1 này. 1 trừ đi 3 sẽ là -2. Được chưa? Thế bây giờ mình ghi này. Delta là phương trình tiếp tuyến tại M của C có vector IM có tọa độ là 1 trừ 2 là vector pháp tuyến này. Và đi qua đâu? À, đi qua M có tọa độ là 0, 1. Thế nên là phương trình của delta nó sẽ là gì ạ? Là 1 nhân với x trừ đi 0 này cộng với lại gì? Trừ 2 nhân với y trừ đi 1 bằng 0. Và mình phá ra nó sẽ được là x trừ đi 2y cộng với 2 bằng 0. Và đây là kết quả cuối cùng của phương trình tiếp tuyến tại M của đường tròn C. Vậy bản chất ra cái việc mà các bạn viết phương trình tiếp tuyến ấy thì nó chính là việc các bạn viết phương trình đường thẳng. Thế mà phương trình đường thẳng thì mình cần có gì? Có vector pháp tuyến này và điểm đi qua, đúng không? Thì cái phương trình tiếp tuyến nó có đặc biệt, đó chính là cái vector pháp tuyến của mình ấy, nó chính là cái vector tạo bởi tâm với tiếp điểm thôi. Rồi, vậy thì sau khi mà các bạn xem xong video thì các bạn hãy hoàn thành thêm những bài tập trong sách bài tập này. Và sau đó thì các bạn sẽ chuẩn bị trước bài 3 đường conic. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và lắng nghe video của cô. Nếu video hay thì các bạn hãy like, share và comment để cô có nhiều động lực hơn ra video cho tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.